Gắn bó với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Đức Hiền Quảng Trị ngay từ những ngày đầu mới thành lập, anh Nguyễn Văn Linh cũng như nhiều cán bộ công nhân của công ty thấu hiểu nỗi khó khăn vất vả của doanh nghiệp trên lĩnh vực kinh doanh chế biến cao su. Không ngại khó ngại khổ, anh cũng được công ty điều động sang làm việc tại nhà máy cao su của công ty Tài Lào. Tuy nhiên, điều ấn tượng nhất đối với anh là mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức như vậy, nhất là năm 2021 vừa qua, dịch bệnh COVID-19 hoành hành, giá cả cao su trên thị trường có nhiều biến động, nhưng công ty vẫn duy trì sự ổn định, đảm bảo đời sống việc làm và thu nhập cho người lao động. Trong năm vừa rồi, mặc dù dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng mà ban lãnh đạo công ty cũng tạo điều kiện công an làm cho anh em ổn định. Mức thu nhập của công ty cũng từ 15 đến 17 triệu. Công ty doanh nghiệp ở Việt Nam cũng giống như ở Lào, từ khi qua Lào thì giống ở Việt Nam công việc đảm bảo hơn và mức thu nhập có thể cao hơn ở Việt Nam. Để duy trì và phát triển sản xuất, bên cạnh chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo không để đứt gãy chuỗi sản xuất và chuỗi cung ứng. Bên cạnh đó, với sự quan tâm kịp thời của nhà nước, thông qua các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp kịp thời, thông thoáng, đảm bảo linh hoạt, nhất là các lực lượng chức năng tại khu vực cửa khẩu như hải quan, biên phòng, đảm bảo thông quan hàng hóa. Công ty còn áp dụng biện pháp đổi tài xế, quay đầu xe ở cửa khẩu, vừa góp phần công tác phòng chống dịch và đảm bảo nguồn hàng phục vụ sản xuất và xuất khẩu. Năm 2021, công ty đã thu mua chế biến hàng nghìn tấn, doanh thu đạt trên 1.500 tỷ đồng, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 120 lao động với mức thu nhập bình quân 22 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách cho người lao động được đảm bảo nên đã gắn kết tốt giữa người lao động và doanh nghiệp. Trong cái khó khăn đó, thì cái cơ chế chính sách của nhà nước có nhiều lúc nó bất cập, nhưng nhờ sự thay đổi nhanh chính sách của nhà nước đâm ra là cũng tạo ra rất nhiều cái thuận lợi cho doanh nghiệp trong đại dịch. Vì vậy doanh nghiệp cũng đã vì được cái hỗ trợ của nhà nước cũng như chính sách nên đã vượt qua được khó khăn, tạo công ăn được việc làm thường xuyên cho công nhân anh em, là không phải nghỉ việc, không phải bị giãn cách, không bị đứt gãy cái chuỗi cung ứng và sản xuất, và hoàn thành tốt cái nhiệm vụ đảm bảo các hợp đồng xuất khẩu đầy đủ, không bị chậm trễ. Doanh nghiệp đã vượt qua được như vậy. Còn về phần nhập khẩu thì cái cơ chế của chúng ta và cơ chế của các nước bạn cũng có cái nhiều cái khó khăn. Tôi hy vọng sau này và ít bữa nữa thì ta và Lào cũng có thể có những hội đàm để mở cửa khẩu cho xe cộ thông thoáng đi lại được thuận lợi. Trong bối cảnh thị trường cao su có nhiều biến động, giá nhiên liệu xăng dầu tăng cao đã tác động không nhỏ đến tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhờ sự chủ động nguồn hàng nên nhà máy đảm bảo nguyên liệu để hoạt động gần như quanh năm. Doanh nghiệp không những thu mua chế biến sản lượng mủ cao su tiểu điền cho người trồng cao su ở khu vực miền Trung Lào, mà còn thúc đẩy lĩnh vực công nghiệp thương mại, nâng cao giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa, đóng góp ngày càng hiệu quả vào ngân sách nhà nước.